Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, tôi dễ bị đột quỵ, hai tháng qua bệnh không đi hát được. Về Việt Nam tham gia một hoạt động từ thiện hôm 19 tháng 10, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ tâm sự thẳng thắn về cuộc sống hiện tại cũng như cách anh đối mặt trước loạt tin đồn tranh cãi tiêu cực kể từ khi phi nhung qua đời nghệ sĩ cho biết anh vốn sống khép kín nhưng hơn một năm qua vướng không ít tin đồn tiêu cực anh muốn giữ im lặng nhưng cũng không thể tránh khỏi những lần phải lên tiếng phản bác chia sẻ về những tranh cãi của dư luận mạnh quỳnh nói với dân trí tôi là nghệ sĩ tôi đi hát có làm tổn hại đến ai đâu nhưng người ta vẫn nói, vẫn chửi được. Những người đó vốn không thích tôi từ xưa, rồi họ cứ châm dầu vào lửa. Tôi đính chính gì bây giờ, nhưng cũng không im lặng mãi được. Sự im lặng như bong bóng, một ngày nào đó nổ tung, ảnh hưởng sức khỏe tinh thần mình, nên đôi khi tôi cũng có phản bác lại. Nhưng tôi phản bác không phải dùng từ thô thiển như người ta nói với tôi. Người ta ghét tôi thì nói gì người ta vẫn cứ ghét không thể thay đổi cách nghĩ của họ. Về tin đồn lăng xê, gặp gỡ nữ ca sĩ này, ca sĩ kia, thậm chí bị đồn ly hôn, Mạnh Quỳnh bức xúc cho biết, gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vui vẻ như bình thường, tại sao nhiều người ngoài lại theo dệt như vậy? Chuyện tôi hát với người này, lăng xê ca sĩ kia cũng đâu phải chuyện của họ. Nên bây giờ, tôi cứ sống vô tư và âm thầm làm mọi thứ thôi. Mạnh Quỳnh nói thêm, bà xã là người thấu hiểu, không quan tâm những tin đồn và cũng không bận tâm chuyện công việc của anh. Nghệ sĩ cho biết dù buồn vì những lời thêu dệt, nhưng anh không để sự tiêu cực đó ảnh hưởng quá nhiều. Đôi khi, người ta không nhìn nhận cái tốt của mình mà cứ soi xét cái xấu nhiều hơn. Hơn 20 năm làm nghề, tôi vẫn sẽ sống như trước, là người như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Tôi vẫn làm đúng lương tâm mình, không làm gì có lỗi với gia đình, mọi người xung quanh nam ca sĩ nói. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết thời gian qua, anh về nước thường xuyên hơn để giúp đỡ các con nuôi của Phi Nhung. Tôi kết nối chương trình, dìu dắt mấy đứa nhỏ. Tôi làm theo cái tâm, chứ không ai ép buộc. Tôi cũng không hứa trước nhưng sẽ giúp trong khả năng cho phép. Tôi nghĩ Nhung sẽ an lòng khi ra đi mà vẫn có một người bạn tiếp nối tâm nguyện của cô ấy, Mạnh Quỳnh chia sẻ. Dòng ca thương mãi một người chia sẻ thêm hơn một năm kể từ ngày người tình sân khấu qua đời, anh vẫn chưa nguôi ngoài nỗi tiếc thương. Cuộc đời tôi, ngày nào còn đi hát, còn nghe nhạc, còn nhìn những hình ảnh tôi và Phi Nhung trên Youtube hay ở đâu đó, thì tôi chưa nguôi ngoài được. Dù 5 năm, 10 năm cũng không thể quên được. Hơn một năm rồi, tôi vẫn chưa tin là Phi Nhung đã ra đi. Trong lòng tôi, Phi Nhung lúc nào cũng bên cạnh, ca sĩ tâm sự. Mạnh Quỳnh giải thích thêm, anh không từ chối hát với những giọng ca nữ khác, nhưng hạn chế vì hình ảnh của tôi và Phi Nhung gắn bó cùng nhau hơn 20 năm. Những màn song ca trên sân khấu đã in sâu trong lòng khán giả. Đó là lý do chính khiến tôi hạn chế kết hợp cùng nghệ sĩ khác. Được biết, sau khi về Việt Nam hôm 18 tháng 10, ca sĩ Mạnh Quỳnh bị ốm, phải truyền nước biển để hồi phục. Anh cho biết thời gian gần đây phải bay đi bay về nhiều nên luôn ý thức giữ gìn sức khỏe. Nam ca sĩ thừa nhận bước sang tuổi 50, điều duy nhất anh lo lắng là không đủ sức khỏe nhìn các con lập gia đình. Qua tuổi 52, tôi bệnh rất nhiều. Hai tháng qua, tôi bệnh và không đi hát được. Bác sĩ không cho tôi bay đường dài nhưng tôi vẫn lén đi vì đó là công việc. Mối quan tâm duy nhất của tôi là làm sao có đủ sức khỏe để lo cho hai con đến khi trưởng thành, mạnh quỳnh bộc bạch. Ca sĩ nói thêm tôi bị mỡ máu cao nên dễ bị đột quỵ. Thi thoảng tôi thấy trên mạng đồn tôi bị đột quỵ nhưng sắp thôi chứ chưa đến nỗi. Mạnh Quỳnh tiết lộ niềm vui cuộc sống hiện tại là đưa đón con đi học, đầu tư phòng thu tại nhà, nghi ý tưởng viết sách. Anh từng hứa với các con rằng 55 tuổi anh sẽ nghỉ hưu nhưng tương lai ra sao vẫn chưa biết trước. Tôi hứa như vậy nhưng chỉ 50 và 50 thôi vì tùy thuộc vào sức khỏe. Đến 55 tuổi mà mình vẫn còn đứng hát được, khán giả còn yêu thương thì tại sao tôi lại nghỉ? Từ khi Phi Nhung ra đi, tôi cố gắng hát nhiều hơn để đáp đền tình cảm của khán giả, Mạnh Quỳnh nói. Ca sĩ Mạnh Quỳnh sinh năm 1971, là người Mỹ gốc Việt. Anh bắt đầu song ca cùng Phi Nhung từ cuối thập niên 90, trở thành cặp ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích thể loại nhạc trữ tình. Quê hương với nhiều nhạc phẩm như Sa Người Yêu, Thành Phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Dù Anh Nghèo, Sâu Tím Thiệp Hồng. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết từ khi ca sĩ Phi Nhung mất, người hâm mộ cô dành nhiều tình cảm cho anh nhưng cũng có lúc đẩy anh vào tình huống tồi tệ. Chia sẻ với báo Người Lao Động, ca sĩ Mạnh Quỳnh khẳng định anh đã lặng thinh một năm nay kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời. Tuy nhiên, anh càng im lặng, nhiều người lại càng làm tới chửi bới anh thậm tệ. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, anh cũng thấy đau khổ mất mát bởi Phi Nhung không chỉ là người song ca ăn ý trên sân khấu mà còn là bạn rất thân trong cuộc sống. Anh cũng hiểu tình cảm và cả mất mát của nhiều khán giả, những người yêu mến Phi Nhung khi cô qua đời. Sau đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận được nhiều lời đề nghị song ca với các giọng ca nữ khác. Tuy nhiên, khi anh song ca với bất cứ ai, anh và cả ca sĩ đó đều trở thành đề tài bị chỉ trích tình trạng này đã diễn ra suốt một năm qua ban đầu anh cũng chọn cách im lặng vì cho rằng nếu mình không quan tâm thì chỉ một thời gian sau nói chán người ta sẽ không nói nữa tuy nhiên đến nay tình trạng đó vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi cũng như gia đình người thân hỏi tôi sao sơ giờ làm nghề không có điều tiếng gì mà nay lại nhiều thị phi đến thế bản thân tôi cũng không hiểu vì sao anh nói bên cạnh đó ca sĩ mạnh quỳnh cho biết khi phi nhung qua đời còn một số việc chưa hoàn thành như xây trường việt ngữ ở mỹ giúp chùa và hướng dẫn cho hai con nuôi theo nghề hát là thiêng ngân và tuyết nhung tôi sẽ cố gắng hoàn thành nguyện vọng của nhung tôi cũng muốn nói rõ tôi sẽ giúp nhung hỗ trợ các con nuôi của cô ấy theo khả năng chứ không phải thay cô ấy chăm sóc các bé tôi cũng có gia đình và cuộc sống của mình tôi chỉ làm được đến đâu tốt đến đấy mà thôi. Nhiều người buộc tôi phải thay nhung chăm lo cho các con của cô ấy. Tôi nói thật, tôi không làm được. Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp các bé trong điều kiện của mình nếu các bé cần, ca sĩ Mạnh Quỳnh khẳng định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.